Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì trong video các bạn, mình cập nhật cho các bạn một số thông tin mới nhất từ Bi Network các bạn nha. Rồi đây, các bạn hãy nhìn xem một số cái hình từ cái bạn Đức Nguyễn này nè. Thư viện ví đa nền tảng chuỗi khó chéo. Đây đi. Đây là được thông tin từ bạn Đức Nguyễn ha. Rất nhiều ví nền tảng xuyên chuỗi khó blockchain đã được tích hợp vào Bi, hình thành một siêu ứng dụng chuẩn bị được ra mắt. Tuy nhiên tường lửa Bi Network vẫn chưa được gỡ bỏ. Các đáp bên ngoài chưa thể tự do kết nối vào. Giá trị của việc kết nối này giúp cho Bi Network có thể mở rộng hàng tỷ người dùng không hề khó khăn. Có sẵn một nền tảng duy nhất được tích hợp từ mọi nền tảng khác, giúp cho cộng đồng có thể khai thác sức mạnh của nhau. Việc gấp cần làm là một, kiểm tra bảo mật tài khoản Bi của bạn. 2. Hoàn thành mọi hồ sơ, checklist trong tài khoản. 3. Giữ chặt Bi. 4. Chờ siêu ví được ra mắt. Đó là thông tin từ bạn Đức Nguyễn này ha, cho các bạn. Rồi tiếp theo các bạn, thông tin về cái ví Multisig Wallet này. Đây, được dịch ra các bạn nè. Ví Multisig, các trường hợp sử dụng cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp xử lý tiền điện tử yêu cầu nhiều phê duyệt đối với các giao dịch tài chính để đảm bảo giám sát đúng cách và ngăn chặn các hành động trái phép của nhân viên. Quá khủng. Ví Multisig tăng cường bảo mật. Ví Multisig cung cấp thêm một lớp bảo mật so với ví đơn chữ ký truyền thống. Với yêu cầu nhiều chữ ký, tin tặc hoặc cá nhân không được ủy quyền sẽ khó truy cập và kiểm soát tiền hơn. Quá khủng các bạn. Sau này mà Bi mà chuyển vào cái ví này rồi á, là muốn lấy ra hơi căng nè. Hơi căng nè các bạn nha. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu thêm cái ví Multisig các bạn. Đây là có một cái bài viết luôn các bạn ha. Một bài viết này của cái trang Bi App các bạn. Họ viết luôn hẳn một cái bài viết về cái này. Ta xem nè. Ví đa chữ ký là gì? Ví Multisig là ví điện tử yêu cầu sự chấp thuận của nhiều người tham gia, thường được gọi là người đồng ý tên, để thực hiện giao dịch. Ý tưởng cơ bản của ví đa chữ ký là cải thiện tính bảo mật của tiền bằng cách liên kết nhiều khóa riêng với địa chỉ ví. Trong ví đa chữ ký, các giao dịch yêu cầu số lượng chữ ký được xác định trước, tức là khóa riêng tư để được thực thi. Ví đa chữ ký có thể được biểu diễn bằng một giản đồ gọi là M of N. Trong đó M là số lượng chữ ký tối thiểu cần thiết để thực hiện giao dịch, và N là tổng số người đồng ý đồng ký tên trong ví. Ví dụ ví đa chữ ký 2 trên 3 yêu cầu sự chấp thuận của ít nhất 2 trong số 3 người ký để thực hiện giao dịch. Có nghĩa là 3 chữ ký liên tục mà ít nhất phải là 2 chữ ký trở lên thì mới mở được cái ví. Kiểu vậy các bạn. Hay là 5 chữ ký thì phải ít nhất cũng phải 3 đến 4 chữ ký thì đồng thuận được mở ví thì mới mở. Như vậy là rõ ràng là tin tặc cũng chẳng lấy được cái gì luôn. Nếu mà nó vào được cái ví nhưng mà nó không có đủ chữ ký thì nó cũng bó tay luôn các bạn ha, thua luôn đó. Như vậy là rõ ràng mà Bigotin mới chuẩn bị như thế này các bạn, là Bigotin phải cho biết là đồng tiền Bi này nó quý như thế nào mới làm như vậy các bạn. Còn kiểu như rác mà xem quảng cáo thì thực sự mà làm như vậy thì học cái lệ để làm cái gì, đúng không? Nó là đa cấp hay là lừa đảo thì nó đi làm khó như thế này chi các bạn cho mệt vậy không? Cho nên là các bạn phải suy nghĩ lại. Cái ví là nó lên nhiều chuyện đó các bạn ha. Để tạo ra được cái ví như thế này thì đâu có đơn giản đâu. Mà Bigotin đã làm rất là kỹ càng cái này, có nghĩa là Bigotin đang là quý trọng từng đồng Bi cho các bạn đấy. Ưu điểm của ví đa chữ ký. Một, bảo mật. Ví đa chữ ký cải thiện tính bảo mật của tiền bằng cách giới thiệu nhiều người ký. Điều này làm cho việc mất hoặc thỏa hiệp
thỏa hiệp một khóa riêng không thể dẫn đến hành vi trộm cắp tiền. 2. Kiểm soát truy cập ví đa chữ ký có thể được sử dụng để đạt được quyền kiểm soát phân tán đối với tiền. Điều này đặc biệt hữu ích cho các tình huống như công ty, quan hệ đối tác hoặc thành viên gia đình chia sẻ tiền. 3. Kiểm tra và minh bạch ví đa chữ ký cho phép kiểm tra giao dịch tốt hơn vì mỗi giao dịch cần có sự chấp thuận của nhiều người tham gia. Điều này giúp đảm bảo tuân thủ các chính sách nội bộ và tránh các hành vi gian lận. Ví đa chữ ký được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tiền điện tử, ví dụ hợp đồng thông minh trên nền tảng Ethereum có thể tạo ví đa chữ ký để quản lý an toàn ETH và mã thông báo ERC20. Cái này mà chừng 3 người các bạn, ví dụ như 3 người mà trong đó mà có người giận thì thua luôn các bạn ha. 3 người mà ví dụ 3-4 người gì đó mà trong đó 2-3 người giận hay là không chơi nha, chia phe nhau thì thua luôn đấy, không mở được ví luôn đấy. Quá hay các bạn, nói chung là nó sẽ có những cái ưu điểm rất là tốt và nó cũng có những cái nhược điểm là nó gây khó khăn ha. Thì khó khăn là cái tính bảo mật đó các bạn. Cho nên là mình thấy cái này rất là tuyệt vời ha. Tuy nhiên thì sau này nó như thế nào rõ ràng rồi thì mình tiếp tục cập nhật cho các bạn. Trước mắt là chúng ta nắm được cái ưu điểm và cái cách vận hành của cái ví là như vậy. Rồi các bạn, đây là một cái hình ảnh ha. Một cái hình ảnh mà nói về chứng minh rằng Nicolas chính là Satoshi Nakamoto các bạn. Thì cái hình ảnh này các bạn lan truyền trên mạng nhiều nè. Thì dịch như thế nào mà ra được cái chữ Nicolas từ cái chữ Satoshi Nakamoto nè. Thì các bạn lấy cái chữ này nè. Thì có nghĩa là cái chữ Satoshi này các bạn, thấy không? Nakamoto thì là Satoshi đúng không? Thì chữ Si này thì thấy bằng chữ C nè. Còn cái chữ N nè, N này là Nakamoto thì viết tắt nó dính liền với lại là chữ Y các bạn. Rồi lật ngược xuống ha, viết ngược xuống các bạn, lật ngược xuống thì là cái gì? Không, lật ngược xuống là các bạn, lật ngược xuống và sau đó thì đổi ngược lại. Nè, lật ngược xuống đúng không? Là Ni nè, Ni là lật ngược xuống là chữ N đúng không? Rồi chữ Y nè. Rồi chữ C xin này nè, C thì thành C, O nè. Rồi T thành L các bạn, T thì thành L đúng không? Lật ngược thứ thành L. Rồi A là giữ nguyên nè, rồi C nè. Đó thì là các bạn dịch ra rồi lật cái nữa là nó ra Nicolas. Đó. Cuối hôm qua có thông tin là Satoshi Nakamoto nói rằng là 10 năm nữa tôi sẽ tạo ra một đồng tiền mới. Thì các bạn xem đây là 2008 á thì tạo ra Bitcoin. Thì đến 2019 là tầm khoảng 10-11 năm thì tạo ra đồng Bitcoin đó. Cho nên là người ta mới khẳng định là Satoshi Nakamoto chính là Nicolas đó các bạn ha. Và trên cái trang blockchain.com đó các bạn, nó làm hẳn luôn cái bài luôn các bạn. Nó viết hẳn luôn cái bài nói rằng là Nicolas chính là Satoshi Nakamoto nè, với cái chủ đề là danh tính bị cáo buộc của Satoshi Nakamoto và hành trình của mạng bi. Chúng ta có thể kích vào chúng ta xem cái nội dung cái bài viết này các bạn. Các bạn đợi chút xíu cho nó load lên nhé. Cái trang này nó hơi chậm các bạn. Đó, nó viết hẳn một bài luôn nha. Bây giờ chúng ta hãy dịch nè, đọc nè. Cho các bạn xem nha. Try again cái nữa coi. Nicolas, danh tính bị cáo buộc của Satoshi Nakamoto và hành trình của B-Network. Thế giới tiền điện tử từ lâu đã bị mê hoặc bởi nhân vật bí ẩn được gọi là Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin. Suy đoán về danh tính thực sự của Satoshi là tồn tại trong nhiều năm, với vô số giả thuyết và tuyên bố xuất hiện. Một trong những khẳng định gần đây là và hấp dẫn nhất là Nicolas, một nhân vật đang thu hút sự chú ý trong cộng đồng tiền điện tử, trên thực tế chính là Satoshi Nakamoto. Những người ủng hộ lý thuyết này chỉ ra một tuyên bố được cho là của Satoshi vào năm 2010. Tuyên bố: trong 10 năm nữa, tôi sẽ tạo ra một loại tiền điện tử tốt hơn và nhanh hơn Bitcoin.
Họ tin rằng B-Network, nền tảng tiền kỹ thuật số do Nicolas dẫn đầu, là hiện thực hóa tầm nhìn này. Mặc dù tuyên bố có thể gây ra sự tò mò và tranh luận, nhưng chỉ có thời gian mới tiết lộ sự thật. Khái niệm Nicolas là Satoshi Nakamoto đã tạo ra sự quan tâm và thảo luận đáng kể trong cộng đồng tiền điện tử. Những người ủng hộ lý thuyết này nêu bật những điểm tương đồng giữa tuyên bố bị cáo buộc của Satoshi và sự phát triển của mạng Bi. Họ lập luận rằng mạng Bi nhằm giải quyết một số hạn chế của Bitcoin, chẳng hạn như khả năng mở rộng và tiêu thụ năng lượng bằng cách triển khai các công nghệ đổi mới và cơ chế đồng thuận. Nếu Nicolas thực sự là Satoshi Nakamoto, thì sự tham gia của anh ấy với B-Network sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tài chính phi tập trung. Mạng B đã nhanh chóng đạt được sức hút, thu hút một lượng lớn người dùng háo hức tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số mới nổi này. Cách tiếp cận độc đáo của nền tảng để khai thác tiền điện tử, sử dụng các thiết bị di động để cung cấp bảo mật và đóng góp vào sự phát triển của mạng, đã thu hút được sự chú ý và khen ngợi. Nhiệm vụ của B-Network là tạo ra một loại tiền điện tử toàn diện và dễ tiếp cận hơn, phù hợp với tầm nhìn ban đầu được nêu trong sách trắng của Satoshi, càng thúc đẩy suy đoán về danh tính thực sự của Nicolas. Mặc dù những tuyên bố xung quanh Nicolas và mối liên hệ bị cáo buộc của anh ta với Satoshi Nakamoto rất hấp dẫn, nhưng điều cần thiết nhất là phải thận trọng khi tiếp cận chúng. Bản chất của tiền điện tử luôn bị che giấu trong bí ẩn, và những khẳng định chưa được xác minh có thể dẫn đến nhầm lẫn và thông tin sai lệch. Điều quan trọng là phải dựa vào bằng chứng cụ thể và tuyên bố chính thức để đưa ra kết luận về những vấn đề này. Trong cuộc tìm kiếm như sự thật, thời gian trở thành trọng tài cuối cùng. Khi mạng B tiếp tục phát triển và đạt được tiến bộ, nó sẽ được kiểm tra và đánh giá bởi cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn. Kiểm soát độc lập, quy trình phát triển minh bạch và tiến bộ công nghệ sẽ góp phần tạo nên uy tín và danh tiếng của B-Network. Chỉ khi thời gian trôi qua và tích lũy bằng chứng, thì những tuyên bố xung quanh danh tính bị cáo buộc của Nicolas là Satoshi Nakamoto mới có thể được chứng minh hoặc lật tẩy. Bất kể kết quả ra sao, sự trỗi dậy của mạng Bi và sự chú ý mà nó đã thu hút được đã mang lại sự phấn khích và kỳ vọng mới cho thế giới tiền điện tử. Cam kết của dự án về tính toàn diện, tính bền vững và đổi mới đã gây được tiếng vang với người dùng trên toàn thế giới, tạo ra một cộng đồng sôi nổi mong muốn tham gia định hình tương lai của tài chính kỹ thuật số. Tóm lại, tuyên bố rằng Nicolas là Satoshi Nakamoto và B-Network là tiền điện tử mà Satoshi hình dung đã khơi dậy một cuộc trò chuyện hấp dẫn trong không gian tiền điện tử. Mặc dù lý thuyết này rất hấp dẫn, nhưng vẫn còn phải xem liệu thời gian sẽ xác nhận hay bác bỏ khẳng định này. Khi mạng Bi tiếp tục phát triển và chứng minh giá trị của nó trong bối cảnh tài chính phi tập trung, sự thật đằng sau danh tính bị cáo buộc của Nicolas sẽ dần dần hé lộ. Cho đến lúc đó, cộng đồng tiền điện tử háo hức theo dõi và chờ đợi, nắm bắt tiềm năng của mạng Bi trong khi vẫn mở ra chương hấp dẫn này trong thế giới tiền điện tử. Đó. Đây là bài viết trên cái trang blockchain đó các bạn, cho các bạn nắm thêm một phần thông tin về cái này. Rồi các bạn, đây là có một thông tin nữa các bạn, để cho các bạn lưu ý nha, là những người tiên phong vui lòng lưu ý về hệ sinh thái testnet và các ứng dụng chưa được xác minh. Đây là những ứng dụng đang trong quá trình phát triển, được giới thiệu cho mục đích thử nghiệm và chưa được core team xem xét hoặc xác minh đầy đủ. Không bao giờ chia sẻ mật khẩu hoặc thông tin cá nhân với bất kỳ đối tác bên ngoài nào, giữ an toàn. Đó các bạn ha, đây là cái thông tin từ cái mốc. Thân mến nè, những người tiên phong đọc, tôi hy vọng bạn đọc những điều khi bạn truy cập các trang web chưa được xác minh, dòng màu đen và màu vàng trên đầu hệ sinh thái. Lưu ý, đây là một ứng dụng đang trong quá trình phát triển, được giới thiệu cho mục đích thử nghiệm và chưa được nhóm cốt lõi xem xét hoặc xác minh đầy đủ. Ứng dụng này có thể bị xóa nếu vi phạm được báo cáo. Những người tiên phong nên sử dụng ứng dụng này theo quyết định của riêng họ và không bao giờ chia sẻ mật khẩu hoặc thông tin cá nhân với bất kỳ bên ngoài nào. Đó, đây là một cái thông tin từ mốt cho các bạn phải lưu ý các bạn nha, đừng có chia sẻ mật khẩu. Và hôm nay cũng có một thông tin cho rằng cái Bi Ban mà các bạn đăng ký vào á, các bạn được nhận 100 bi đó các bạn.
và gửi lãi rồi đó. Thì mình nghe nói đó là trang của Việt Nam đó bạn ha, trang Việt Nam tạo ra đó, không biết như thế nào nhưng mà mình có thông tin như vậy, cho nên là các bạn cũng phải cẩn thận khi các bạn đăng ký các bạn nha. Còn trên Brainstorm thì không phải, cũng có BBN nhưng mà không phải cái trang đó, cho nên là các bạn xem lại như thế nào nha. Thì thông tin này mình chưa có chính xác lắm, mình chỉ nắm như vậy thôi bởi vì lý do là chưa có thời gian để tìm hiểu kỹ, cho nên là các bạn cũng phải cẩn thận những cái thông tin hay là cái gì đó khi mà các bạn liên kết với API hoặc là các bạn cung cấp cái thông tin của các bạn cho người ta nha, cho đăng web. Cho nên là hãy lưu ý cái gì nó rõ ràng thì chúng ta làm, còn cái gì mà chưa chắc chắn thì tốt nhất thì nên từ từ ha, không có vội đó các bạn, không cần phải lấy lãi đâu. Các bạn đào ra các bạn có đóng rồi còn đào còn tách lấy lãi nữa thì nhiều khi là nó không có tốt, nó bị mất luôn thì rất là nguy hiểm nha. Rồi thì hy vọng là những thông tin nhỏ nhặt trong cái buổi tối hôm nay thì các bạn cũng hiểu được sự phát triển của Bi cho đến tận bây giờ, cũng như là nắm được thông tin của nó. Hy vọng các bạn thích hơn và tích cực đầu Bi hơn. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn thấy video hữu ích hãy cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình, sau đó bật cái chuông thông báo cho các bạn để chi để khi nào mình cập nhật thông tin mới nhất á thì các bạn nắm được ha và theo dõi được. Và bạn nào mà chưa đăng ký Bi thì các bạn hãy đi vào mô tả video hoặc bình luận đầu tiên, mình có để video hướng dẫn các bạn đăng ký là được, thì máy giới thiệu của mình vẫn là Bi Castro các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.